xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh của âm thanh Đức Hạnh. Vâng, hôm nay trong ngày 23 tháng 7 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa Tannoy đến từ Anh Quốc, có modem là Sterling SE. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc Omni Acoustic E306V còn nguyên thùng hộp mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Và một chiếc đầu CD Acoustic DP65V. Vâng, tại thời điểm này cặp loa có giá là dưới 82 triệu. Và một chiếc Omni Acoustic E306V còn nguyên thùng, đầy đủ phụ kiện đi kèm, có giá là trên 60. Một chiếc đầu CD Acoustic DP65V có giá là dưới 60. Vâng, sau đây cửa hàng xin mời những vị khách hàng trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang phối ghép trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, cặp loa còn đẹp mỹ mãn. Vâng, chiếc âm ly và chiếc đầu cũng vậy. Khắp nơi có thuyền neo
Thank you.
xin cảm ơn. Clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.